Thưa quý vị, người mẹ bầu này có nên tha thứ hay không? Theo hai nguồn tin thì người thì kêu là nên tha thứ. Có người thì rất tức giận trong câu chuyện mà cố tình lừa gạt rất nhiều người này. Thì bên Phong và nhóm đã chọn phương án là tha thứ để cho cô ta có cái thời gian suy nghĩ để hoàn lương. Khi mà sanh xong rồi có khoảng thời gian á, suy nghĩ để mà trở thành một người tốt qua cái sự tha thứ của những người ở tại Cai Lậy. Và nhóm của Phong vẫn tin tưởng trao số tiền để mà về có cái chi phí sinh nở và có số tiền để lo cho mẹ già. Thì hành động này cô ta nên suy nghĩ lại và xác định mình hãy là người tốt để báo đáp lại cái tấm chân tình của những người ở xung quanh đây nhé. Rồi, tin tưởng em và đừng có để đừng có tái phạm một lần nào nữa. Thứ hai đó là bây giờ bác chị ở nhiều bệnh nha, ở rồi chứ bạn ở. Anh đi đâu anh Bình ở, anh nói được giáo. Đúng không? Trường ơi. Thì bây giờ là nếu giờ chỉ nhận thì giờ là thì mấy anh trao tiền thì mấy anh trao thôi. Chứng kiến nè. Giống như để nhìn chứng kiến. Giao cho nhỉ số tiền là bao nhiêu vậy đó. Kêu anh ôm vô luôn đi. Rồi sao anh ơi. Anh tên gì? Anh tên gì anh nói luôn nha. Anh sẽ ôm tốt bụng. Người anh tốt bụng. Nè có cho em cái ghế luôn chị. Không có dính ghế giờ đi mấy anh làm cái bệnh viện này. Dạ dạ. Bây giờ thì công an đã tới đã xác thực địa chỉ của chị nha, với gia đình của chị rồi ha. Đó thì có giúp cái tờ đâu đó rõ ràng. Đó. Bây giờ là đây. Dạ. Bây giờ thì công an đã tới đã xác thực địa chỉ của chị nha, với gia đình của chị rồi ha. Đó thì có giúp cái tờ đâu đó rõ ràng. Đó. Bây giờ là tiền là mấy anh này vô ở là tổng cộng là đưa bệnh viện là 13 triệu. Là tiền chuyển hết rồi, giờ 988 ngàn. Mấy cái chuyện đó bây giờ bệnh viện thì giờ không có mình đâu có anh nói với bên đây nè, anh nói với bên đây nè, đừng có nói tới cái tiền giờ đưa nè, bây giờ tôi biết đúng rồi, cái tiền để đưa nói cho đúng rồi. Bây giờ cái số tiền bữa đầu đó là em giao là gửi cho bệnh viện nhiêu? Là 3 triệu. 13 triệu ha. Dạ, 13 triệu. 13 triệu giờ chỉ ra viện là lấy số tiền này ra rồi. Bây giờ là số tiền đó lần đầu anh đưa ra cho chỉ về sanh đẻ đi đó. Còn bao nhiêu thì đếm mà anh đưa lại. Triệu 300 ha. Rồi. Là lần đầu đó là em xuống em trao chị lần đầu đó. Rồi gửi vô bệnh viện đó thì chị giao và lấy ra đó ha. Phải không? Ừ phải, nó phải. Rồi bây giờ không rồi ảnh lui chị đó, chị đưa cho ảnh 2 triệu rưỡi. Trả lại chứ. Trả lại đây 2 triệu rưỡi. Hồi trưa này anh có lấy của em là 2 triệu. Thì đó phải rõ ràng. Hai triệu mốt, hai triệu lấy tiền đẻ tám ngàn, còn tám trăm chú là hai triệu lấy tám ngàn. Còn 17 hai mấy ngàn nè, 28 ngàn. Cái tiền đi xanh là bao nhiêu? Hả? Tiền đi xanh là tổng cộng bao nhiêu? Tiền đi xanh là tổng cộng 13 triệu mấy trăm nè.
đây số tiền của Thấm gửi vô bệnh viện của chị đó. Rồi thì hôm nay là đưa 2.7 đó mua điện thoại, còn như đời hôm nay là để ra. Rồi giờ chị cho anh cái tiền ông này nuôi chị đi, với tiền ông chạy xe ôm, ông nghỉ chạy xe ôm đó. Thôi lấy số tiền phần của em là 2.7 thôi, còn chị kia là em cho hết, em không lấy. Cô vô đúng rồi, đuổi rồi đó. Đây là 1 triệu nè, triệu 2 nè, triệu 4 nè, triệu 6 nè, triệu 7 nè. Dạ, bà đưa là 80 ngàn đó. Nè, trả đây mấy ngày cần lễ nè. Rồi vậy là anh xong rồi ha. Đó là cái số tiền là của chị sanh đẻ đó nghe. Rồi bây giờ em sẽ đọc cái số tiền lần 2 của Mạnh Thường Quân, thì sẽ cho bà già của chị với đứa con trai của chị ở nhà. Đó, bà già mù không thấy đường đó. Một là 13 triệu. Vô chơi chị cho xe ôm cái ngày nào không? Sao xuống vườn 12 triệu 7 nữa. Con này là cho em đưa bác sĩ là 13 triệu. Chẳng 13 triệu 7 chẳng là tiền gì chứ tiền là chẳng tổng tế nè. Đưa như đi người ta đưa bác 13 triệu 13 triệu. Thôi và cái số tiền kia sẽ đưa cho chị kia chứ không đưa cho con này đâu. Cái số tiền này em sẽ đưa cho chị á. Chị đại diện giùm đi, đưa cho bà cậu. Đưa chị chồng về, chị đưa bà cậu nha, chứ em không có đưa cho cô đó. Chị đưa cho cái con này đem về đưa cho bà cậu. Cái số tiền này là tiền mà ủng hộ đóng góp cho bà cụ phải không? Ủng hộ đóng góp cho bà cụ nha. Cái gì là bây giờ sẽ là bây giờ thì tôi lấy 2.5 giờ tôi lấy về bổ cho lại 500 ngàn lấy gì để anh mở được anh ơi, anh giữ cái đó đi anh, để 500 đi. Ở, anh giữ đó. Anh giữ cái đây được rồi, chị có nhiều lắm, nhiều lắm rồi, chị xe rất giả nữa, kiếm tiền rồi ổng là em cho chị được số tiền xanh là 13 triệu ở bệnh viện, bây giờ bây giờ có tiền cái tiền của bà cụ là bao nhiêu, em nhận về cho mẹ nó. Dạ đúng rồi, 5.900.000 là của bà cụ là 15.900.000 phải không? Như đem về đem luôn đây bà mẹ 15.900.000. Dạ. Là chị nhận chị về chị đưa đi. Là mẹ của Trúc Thanh. À. Lấy số tiền là cho bà cụ nhà với đứa con này là 15.900.000 là chị một là em Phan Thị Ngọc Bích nè cho 2 triệu. Một triệu à, 2 triệu. Rồi hai là chị Đương gửi mẹ bầu 1 triệu. Cái này sẽ trao số tiền cho người mẹ của Trúc Thanh, chứ bây giờ sẽ đưa qua cho một người cô chứ không có đưa cho Trúc Thanh giữ nữa. Cho 3 triệu. Vì theo quan sát là người mẹ của Trúc Thanh cũng không có con thơ như là nghèo quý vị. Ừ. 4 là chị Trần Thị Kim Sen 500.000. Có gì có giấy tờ không? Có ạ. Trần Thị Kim Sen 500.000. Năm là chị Mai Hương cắt tóc ở bảy thành phố Hồ Chí Minh 2 triệu. Sáu là chị Trang Nguyễn ở Mỹ cho 2.4 triệu. Là chị Hiếu Quang gửi mẹ bầu 500.000. Rồi còn cái nào 500 nữa không? Chị Hồ là 100. Đúng rồi. 8 là chị Cao Thị Thanh Ngọc 500.000. 9 là chị Nguyễn Thị Hương gửi mẹ bầu 3 triệu. Không gửi thằng này.
tiết phạm ở Mỹ để em bầu chịu. Tổng cộng là 15.900.000 đó nha. Đó là chị có nhận số tiền đây là công an người ta cũng có làm việc người ta ghi đâu đó rõ ràng. Đó thì mình đang bữa ổng chào lần đầu đó nha mọi người. Đó lần đầu thì mình làm hai á. Đó. Lần hai là trao cho bà cụ nhà đang không mấy đường với một cái con bé trai. Tổng hai lần là 3 mấy triệu đó. Nó ghi tên đâu đó rõ ràng. Có công an rồi luôn. Cái điện thoại nãy là của ai ạ? Cái số điện thoại của mấy anh này lại là sao là bây giờ này là vụ gì gì mà người nào mà chị cái này cái điện thoại của anh nãy là của ai ạ? Điện thoại ở đây. Điện nãy ha. Bây giờ vậy nè, chị về dưới. Chị trao số tiền quay bà cụ quay lên cho mình. Ý nói vậy ha, đưa cho bà cụ là phải quay phim gửi thôi. Dạ dạ. Bây giờ là chị về đưa chỗ anh Tư cho bà cụ á. Bà cụ đó là chị đưa chỗ anh Tư cho bà cụ, chị trao số tiền bà cụ, chị quay chuyển cho mấy anh. Đúng rồi. Dạ. Dạ dạ, vậy đúng rồi đó. Bây giờ chị có số điện thoại không? Rồi chị đọc số điện thoại đi. Rồi. Bây giờ chị về dưới, chị trao số tiền cho bà Dương Thị Quý với đứa cháu. Chị quay cho cái anh này đi. Nha. Rồi. Rồi vậy. Vậy thôi không? Dạ. Cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn anh nhiều. Rồi, không có lên nữa, về dưới sạch sẽ lên nữa nha. Lại dưới luôn. Nha. Thôi bây giờ mình hãy hoàn lương đi. Ừ. Về dưới là sạch sẽ rồi lo làm ăn. Rồi, thôi đi. Mẹ cho con vô đi. Đi 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 lên xe luôn đi mày. Lên xe đi. Qua được ở đây. Giờ là sẽ đưa chị bầu về. Dạ dạ chứ chị. Dạ. Gần tới rồi chị ơi. Thưa quý vị, cô Trúc Thanh này có khả năng là gia đình coi như giống như ruồng bỏ luôn rồi đó, mới có những cái hành động của người cô như thế này. Và có những cái khúc mắc gì phía sau đây nè. Đi được không? Rồi, thôi đi về đi. Nhớ nha. Hoàng lương nha em ha. Cũng cảm ơn anh nhiều lắm á, đã bỏ thời gian mấy ngày nay để lo. Rồi đi về đi, mốt là không có gì nữa nha. Cất tiền ở trong túi đàng hoàng vẫn lọt đó. Rồi. Giữ tiền để xanh nha, chứ không phải để đem đi đâu nữa nha. Cảm ơn cái anh xe ôm mày đi. Cảm ơn mạnh quân cái nữa nè. Rồi, tin tưởng em và đừng có để, đừng có tái phạm một lần nào nữa. Đó thì Minh Tăng cho tiền lần đầu chỉ xanh, lần hai thì Minh Tăng cũng đã trao luôn mọi người. Rồi bây giờ em lên xe của chú anh chị. Đây ha, đón ha, về lên xe an toàn ha. Rồi công an đi về luôn mọi người. Cảm ơn anh. Về luôn rồi đó. Không ăn về đó. Đã về. Rồi thì cũng kết thúc câu chuyện. Vì đã có chính quyền can thiệp vào. Và mong rằng là Trúc Thanh này sẽ thay đổi là một người tốt. Rồi, hãy cùng cũng như là Phong cũng xin chúc tất cả cô chú anh chị năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha. Luôn đồng hành cùng Phong, theo dõi và chia sẻ những video ý nghĩa và thú vị. Rồi, Phong xin chào.